Nói tóm lại đó, trong cái affiliate marketing đó, mình không có cái sản phẩm á, thì mình lấy cái sản phẩm của người khác đó, mình bán giùm họ. Xong mình bán xong đó, họ sẽ trả tiền cho mình. Bạn không có đừng có lo dụ mà cái người ta giật mình hay là gì đó. Tại vì cái affiliate marketing này nó tốt cái đó là trung bình á, cái người mà làm chủ của cái sản phẩm này đó, như thí dụ như cái mà cái hãng mà nó sản xuất ra cái đồng hồ này đi, bạn không có đừng cần lo dụ mà nó giật mình hay là nó lường gạt mình hay là nó bán cái đồng hồ xong nó không trả tiền mình cái phần lời đó, ok. Tại vì cái chủ cái đồng hồ này đi, thí dụ như cái hãng mà nó sản xuất ra cái đồng hồ này đi, ok, nó nằm ngay đó rồi, xong rồi có một thằng đó đứng giữa bên đây nó coi chừng, rồi xong rồi mình đứng bên đây, thí dụ như Tài bên đây đi ha, cố mà Tài làm cái review này là xong rồi đó, cái thằng bên đây á, thằng Amazon á, nó đứng ngay đây nè, nó bán cái đồng hồ này nó gửi cho cái người khách hàng, rồi xong rồi nó lấy cái số tiền, cái số 400 đó đó, nó gửi cái mà cái phần mà của nó, của cái hãng mà nó sản xuất ra cái đồng hồ này đó, thì nó gửi cái phần đó cho đó, rồi xong cái thằng Amazon này nó gửi cái phần lại cái 4% đó cho Tài, cái 16 đô la này nè, 16 tới 24 đô la đó nó gửi cho Tài, ok. Nó làm tự động, nó làm trên máy tính, không ai đụng tới chừng á, rồi xong nó làm hoài, tiếp tục làm hoài, làm hoài, làm hoài thôi, ok. Bởi vì cái này đó là cái mà Tài tin rằng đó là cái an toàn nhất, mà cái dễ nhất để mình làm tiền trên mạng, là mình nhảy ra mình đi kiếm mấy cái hãng mà nó có cái sản phẩm á, hay là cái dịch vụ mà mình thích á, xong rồi mình đi mà làm cái đó hả.